Hiện tại thực tế mà nói, Phật Pháp rất suy yếu. Do nguyên nhân gì? Không có người giảng Phật Pháp. Tuy có trí cũng không thể hiểu. Thế gian rất nhiều người thông minh trí tuệ, nhưng họ không hiểu được kinh Phật. Do nguyên nhân gì? Kinh Phật phải người giống như trang giấy trắng, họ mới có thể tiếp thu. Nếu họ có tri kiến của riêng mình trong đó, họ sẽ hoàn toàn hiểu sai ý trong kinh Phật. Không phải ý của Phật mà là ý của riêng họ. Đây là điểm khó khăn của kinh Phật. Cho nên kinh Phật cần người tu hành chân chánh giảng giải. Họ như thế nào? Họ thông qua thực nghiệm của bản thân, họ mới lãnh hội được chân thật nghĩa mà Đức Phật nói. Bản thân không phải qua tu hành, những gì họ nói chỉ là ý nghĩa trên phương tiện văn tự, thường hay hiểu sai. Trong chữ nghĩa có thâm ý, cho nên khi diễn giải có ý nghĩa bên ngoài lời nói, còn ẩn ý trong lời nói đó. Quý vị phải hiểu điều này. Đặc biệt là trong giáo lý Đại Thừa. Vì sao vậy? Vì có rất nhiều ý ngôn ngữ không diễn tả được. Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta nghe kinh đừng chấp trước tướng ngôn thuyết, đừng chấp trước tướng danh từ, đừng chấp trước tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên là gì? Tôi nghĩ là ý gì, điều này không được. Như vậy là sai. Dùng tâm thanh tịnh để nghe, quý vị sẽ nghe được ý nghĩa trong đó. Nếu dùng ý mình để nghe, quý vị sẽ không hiểu được. Chúng ta muốn hỏi người nào phù hợp với tiêu chuẩn của Bồ Tát Mã Minh, họ có thể nghe được nghĩa chân thật. Nghĩa chân thật cũng không phải ý của ta. Nói thật, nghĩa chân thật là ý trong tâm thanh tịnh của quý vị, là ý trong chân tâm của quý vị, không phải từ bên ngoài vào, bí mật ở nơi quý vị. Như vậy quý vị mới hiểu được những gì Đại sư Ấn Quang nói. 1 phần thành kính được 1 phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Thế nào gọi là thành? Cổ nhân nói về tiêu chuẩn của thành, nhất niệm bất sanh gọi là thành. Quý vị xem, không chấp trước tướng ngôn thuyết, không chấp trước tướng danh tự, không có tướng tâm duyên, đây là thành. Quý vị dùng tâm thanh tịnh để nghe, không có chút xen tạp nào, quý vị nghe xong sẽ khai ngộ. Nếu dùng thành kiến của mình để nghe, toàn là ý của mình. Không phải ý của Phật. Vì sao vậy? Phật không có ý, sao quý vị lại có ý? Đây là thật, Phật không có ý. Không có ý, nó có thể bao hàm vô lượng nghĩa. Có ý nghĩa là không có ý gì cả. Phật Pháp tuyệt diệu là ở chỗ này. Nói thẳng ra, chỉ là một tâm chân thành, tâm thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác, Chư Phật Như Lai giảng kinh thuyết pháp là từ trong thanh tịnh bình đẳng giác hiển lộ ra, tương ứng với thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta, liên kết lại thông suốt. Đó gọi là nghĩa chân thật của Như Lai, gọi là nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta có ý, ý chính là từ trong A Lại Gia Thức hiển lộ ra vọng tâm không thông được chân tâm. Vọng chỉ có thể thông với vọng, không thể thông với chân. Chân thông với vọng, vọng không thể thông với chân. Phải hiểu nguyên tắc nguyên lý này. Nếu không hiểu, đời này học Phật rất khó khăn. Nhưng khó cũng không sợ, chỉ cần chịu thật thà niệm Phật, đến thế giới cực lạc tiếp tục nghe Phật A-di-đà giảng kinh, như vậy sẽ khai ngộ. Ở thế gian này không dùng chân tâm, đến thế giới cực lạc tất cả đều dùng chân tâm. Đây là oai đức của Phật A-di-đà gia trì. Cho nên lấy thế giới Tây Phương Tịnh Độ là phương pháp tu học chính xác nhất. Nhưng lấy Tây Phương Tịnh Độ, những gì không tương ứng với Tây Phương Tịnh Độ đều buông bỏ hết. Đới nghiệp chỉ có thể đới nghiệp quá khứ, không phải đới nghiệp hiện hành. Hiện hành xen tạp vào trong đó, nhất định sản sanh chướng ngại.